Rồi, chào tất cả các anh em nha. Chào mừng các anh em đã trở lại channel của Lý Thái xem. Vâng, thì ở video này Lý Thái sẽ biểu diễn cho anh em xem một trò ảo thuật. Sau khi biểu diễn xong thì Thái sẽ tiết lộ cái trò này luôn. Thì với Lý Thái thì không chuyên về ảo thuật, Thái chỉ chuyên về bài lá thôi. Khi mà Thái biểu diễn thì có gì đó nó không đẹp, mình nên thông cảm. Rồi, bộ bài thì bình thường ha, mình xào ha, mình xào lên. Mình xào bài nó nha. Rồi, hai cái thôi. Sau bài xong thì mình sẽ lấy một lá bài tiên tri, mình sẽ lấy một lá áp đi. Rồi, áp đây, ốp xuống này. Rồi mình sẽ ngắt ba phần bằng nhau như thế này. Bỏ đây. Rồi, ba phần bằng nhau. Rồi mình đặt lên nè, một lá. Rồi lá này là tượng trưng cho 11, 6 và 6. Thì mình lấy chỗ này là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, bỏ vào đây hai lá. Lá 6 thì điểm xuống 6 đá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Bỏ đây. Đây lá 6 mà cũng điểm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. À. Rồi vậy thì cái lá này là lá ấp. Thì dĩ nhiên lá này nó sẽ là lá ấp. Lá này là ấp và lá này cũng là lá ấp. Đó. Rồi. Sau đây ta sẽ giải mã về cái trò này. Thực sự giải mã về trò này thì nó có rất là nhiều cách giải mã. Ví dụ như bây giờ chúng ta săn bài cũng được nha. Săn bài chúng ta làm cũng được luôn. Thì bây giờ chúng ta không săn bài thì bây giờ chúng ta sẽ chọn ba lá áp đi. Bài lá áp nè nha. Rồi bây giờ chúng ta muốn chọn lá 5 hoặc lá 6 thì cũng được hết. Bây giờ chọn lá 6 đi. Hoặc lá 7 cũng được. Bây giờ chọn lá 6 thì nếu một lá 6 thì mình thêm 1 3 4. Rồi chúng ta sẽ đúc như thế này. Một lá 6, bốn lá bỏ và ba lá này nữa. Xong. Chúng ta đặt lên đây. Còn cái lá này mình sẽ làm cái lá tiên tri, mình sẽ bỏ vào đây. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ làm xong mình sẽ kêu khán giả làm theo cái hướng dẫn của mình. Thì bây giờ mình sẽ chẻ bài ha. Rồi mình xào bài. Đó, xào. Đó. Rồi. Anh em xào nhớ là giữ cái phần set up lại nha. Rồi xào. Rồi. Thì sau khi xào bằng xong thì mình sẽ nói khán giả mình sẽ lấy một lá bài tiên tri. Và cái lá này thì dĩ nhiên mình sẽ không cho khán giả biết nha. Đây. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ kêu khán giả làm theo cái cách của mình. Mình bịt mắt cũng được nữa. Mình kêu khán giả có thể là cắt ba chồng bằng nhau từ trái sang phải. Đó, xong. Rồi thì giờ kêu là lật lên ba lá trên đầu cùng nhất. Đó. Bây giờ là đây nè. Đó, thì bây giờ mình kêu khán giả lấy lá ở bên trái là lá thứ mấy? Lá thứ 7 thì đếm xuống 7 lá. 1 2 3 4 5 6 7. Bỏ vào tụ kế một lá và tụ kế một lá và bỏ tụ còn lại ngay tụ đầu. Và tiến giữa cũng vậy, 1 2 3 4 5 6 7 8 bỏ qua tụ kế và bỏ lại tụ đầu. Và tụ sau cùng thì đếm bao nhiêu lá? 1 2 3 4 5 6 bỏ qua tụ kế và trả lại đầu tiên. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay lại. Thì người ta đã set up, ta làm sẵn cho mình hết trơn rồi. Thì bây giờ mình chỉ là cái lá bài tiên tri này là lá. Thì ba lá này nó sẽ là ba lá. Đó. Thì đây là một cái nguyên lý của nó này. Nếu như là lá 5 cũng được, lá 7 chúng ta làm cũng được. 5 cũng được, 7 cũng được, 6 cũng được, đều được hết. Chủ yếu là cái lá setup đầu tiên, ba cái lá này của chúng ta cần. Đó. Thì nếu như lá 6 thì chúng ta thêm 4 lá. Nếu lá 5 thì chúng ta chỉ thêm 3 lá. Lá 7 thì chúng ta thêm 5 lá. Nó chỉ vậy thôi. Rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy video này hay hữu ích thì hãy like, share và đăng ký kênh ủng hộ Lý Thái nha. Lý Thái không chuyên về bộ môn ảo thuật. Thái chỉ thích giải mã những chỗ ảo thuật cho những anh em có đam mê về bộ môn này. Xem để biết và để luyện theo. Rồi, anh em nào muốn học về bộ môn lá thì các bạn Zalo 0849648649 gặp Lý Thái xem. Thái sẽ bảo rằng vậy. Rồi, chào anh em nha.